Tối ngày 13 tháng 11, nguồn tin của phóng viên VTC News cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Mai Anh, hay còn gọi là Trúc Nghị, sinh năm 1962, ở phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình về tội hủy hoại tài sản. Cũng theo nguồn tin này, công an thành phố Thái Bình đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý hai con nuôi của Trúc Nghị là Hoàng Long Bách, sinh năm 1995, trú tại xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình và Đỗ Văn Hùng, sinh năm 1991, chú xã Tân Học, Thái Thụy, Thái Bình về cùng tội danh trên. Vào 23 giờ 40 phút ngày 6 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình nhận được đơn của anh NQD trú tại phường Tiến Phong thành phố Thái Bình trình báo về việc gia đình anh chị bị hai nam giới đi xe máy ném túi ni lông đựng sơn màu đỏ vào cửa, tường nhà và các hộp sản phẩm biến xào. Sau khi nhận được đơn trình báo của anh D, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình tập trung điều tra và xác định dưới sự chỉ đạo của Lê Mai Anh, Hoàng Long Bách và Đỗ Văn Hùng thực hiện những hành vi trên khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Mai Anh, cơ quan điều tra thu giữ được một số vật dụng mà Lê Mai Anh cùng đồng phạm gây án. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày mùng 7 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Mai Anh, Hoàng Văn Bách và Đỗ Văn Hùng để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Bình phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của ba kẻ trên. Lê Mai Anh được biết đến là ông Trùng cho vay nặng lãi khét tiếng ở Thái Bình, từng có một tiền án 5 năm tù về tội tiêu thụ tài sản cho người khác phạm tội mà có. Ở nơi cư trú, ông Trùm cho vay nặng lãi Trúc Nhị được đặt biệt danh Trúc hùng Trúc Bẩn vì lối sống trịch thượng. Tuy nhiên, công an phải mất khá nhiều công sức mới tung gáy được tay anh chị này vì Trúc Nhị tiến hành hoạt động cho vay nặng lãi khá tinh vi, kín kẽ. Như báo chí đã đưa tin, Công an thành phố Thái Bình vừa tạm giữ hình sự và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Lê Mai Anh, có biệt danh là Trúc Nhị, 58 tuổi, trú tại số nhà 07 trên 03, tổ 2, ngõ 3, đường Bồ Xuyên, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình. Người được giang hồ Thái Bình mệnh danh là ông trùm cho vay nặng lãi để điều tra về tội hủy hoại tài sản của người khác. Ngoài Trúc Nhị, Công an thành phố Thái Bình cũng tạm giữ hình sự đối với hai con nuôi của Trúc Nghị là Đỗ Văn Hùng, 29 tuổi, trú tại xã Thái Học, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, là lái xe khách của công ty Hoàng Hà và Hoàng Long Bách, 35 tuổi, trú tại Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, là lái xe taxi để điều tra với cùng tội danh hủy hoại tài sản người khác. Có mặt trong thành phần tham gia khám xét nhà riêng của Trúc Nghị vào chiều tối qua ngày 7 tháng 11, một cán bộ chính quyền địa phương cho biết, Lê Mai Anh, tên thường gọi Trúc Nhị, được biết đến là ông trùm cho vay nặng lãi khét tiếng ở Thái Bình. Đối tượng này đã từng có một tiền án phải đi tù 5 năm về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Sau khi ra tù, Trúc Nhị cùng với vợ là Trịnh Kim Đê huy động vốn, lập công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tài chính kinh doanh cho vay thế chấp. Nhưng với bản chất là một giang hồ Chúc Nghị thực chất chỉ là núp bóng doanh nghiệp để hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi. Quá trình lập nghiệp trong giới tín dụng đen, chúc Nghị đã từng va chạm với giới giang hồ Thái Bình vì mâu thuẫn làm ăn, phân chia địa bàn. Người dân ở cùng khu phố đều biết việc cách đây khoảng 7 năm, căn nhà của chúc Nghị đang ở đã từng bị dân giang hồ tìm đến ném hai quả bom xăng vào nhà. May mắn là chúc Nghị và người thân trong gia đình không có ai bị thương. Sau vụ việc đó, Trúc cho xây cổng cao, gia cố hàng rào và lắp nhiều camera quan sát xung quanh nhà, đồng thời chiêu nạp, củng cố đàn em để chiếm lĩnh thị trường tiến dụng đen, mở rộng phạm vi hoạt động từ thành phố Thái Bình ra các huyện thị lân cận. Hàng xóm phải chuyển nhà đi nơi khác vì sợ. Ngoài việc khét tiếng trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, ông trùm tín dụng đen Trúc Nhị còn có biệt danh là Trúc Hùng và Trúc Bẩn. Hai biệt danh này xuất phát từ lối sống kịch cỡm, bố đời của Trúc Nhị với hàng xóm ở con ngõ số 3, đường Bồ Xuyên thành phố Thái Bình. Cũng theo cán bộ phường Bồ Xuyên, tại con ngõ này, Trúc Nhị tự cho mình vị chí là bố của cả con ngõ. Theo đó, nhà Trúc Nhị có tới 3 chiếc ô tô, nhưng khi đi về, gia đình Trúc tùy tiện thích đỗ chỗ nào trong ngõ là đỗ. Nhiều nhà trong ngõ có ý kiến, khi bị xe của nhà Trúc Nhị chặn đường đi lối lại, đều lĩnh hậu quả như nhau là bị Trúc Nhị nổi khùng, chửi bới, thách thức và thuê người đổ chất bẩn, hát sơn vào nhà. Vì thế, ở khu phố chẳng có gia đình nào quan hệ chờ với gia đình nhà Trúc Nhị thậm chí cách đây mấy năm một gia đình hàng xóm của trúc nhị làm nghề giáo viên vì không chịu được sự ngông cuồng của trúc nhị đã phải bán rẻ căn nhà đi nơi khác để ở khi lực lượng chức năng khám xét nhà trúc nhị rất nhiều người dân đã bày tỏ sự vui mừng khi biết tin vị công dân bố đời này đã bị bắt giữ đáng chú ý là tuy ngông cuồng trong cư xử với hàng xóm ở tổ dân phố nhưng trong hoạt động cho vay nặng lãi trúc nhị lại khá tinh vi kín kẽ theo đó trúc nhị không nuôi đàn em trong nhà để đi xiết nợ như một số tay anh chị trong giới tín dụng đen vẫn thường làm khi cần đòi những món nợ khó đòi, Trúc Nhị mới thuê bọn nghiện ma túy, dân anh chị đi khủng bố tinh thần, hát chất bẩn, đổ mắm tôm, đổ sơn vào nhà con nợ. Nếu con nợ tiếp tục không chịu trả, Trúc Nhị sẽ lập danh sách gia đình, người thân của con nợ và mở rộng quy mô khủng bố đến những người này. Theo nguồn tin tại Thái Bình cho biết, do hoạt động mang tính côn đồ, manh động, lại có lối sống trịch thượng, bị người dân và thậm chí cả giới giang hồ coi thường, nên Trúc Nhị đã nằm trong tầm ngắm của công an Thái Bình từ lâu. Tuy nhiên, do hoạt động phạm tội của vợ chồng Trúc Nhị khá tinh vi, kín kẽ, nên cơ quan công an mất khá nhiều thời gian điều tra, theo dõi mới bắt được ông trùm này. Sau hơn 4 giờ thực hiện việc khám xét tại nhà riêng và trên xe ô tô của đối tượng này, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc cho vay nặng lãi của Trúc Nhị. Hiện, Công an thành phố Thái Bình đang mở rộng điều tra vụ án. Sáng ngày 8 tháng 11, nguồn tin của phóng viên VTC News cho biết, Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình tạm giữ hình sự ông trùm cho vay nặng lãi Lê Mai Anh, tức Trúc Nhị, và hai con nuôi về tội hủy hoại tài sản người khác. Chiều tối ngày 7 tháng 11, Công an thành phố Thái Bình khám xét khẩn cấp chỗ ở và ô tô của Trúc Nhị, sinh năm 1962 ở phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, thu giữ được nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Cùng với việc thực hiện khám xét, Công an thành phố Thái Bình ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trúc Nhị và hai con nuôi là Đỗ Văn Hùng, sinh năm 1991, trú tại xã Thái Học, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, và Hoàng Long Bách, sinh năm 1995, trú tại xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, về hành vi hủy hoại tài sản người khác. Lê Mai Anh được biết đến là ông trùm cho vay nặng lãi khét tiếng ở Thái Bình, từng có một tiền án 5 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.